nói chuyện với chị Lan, chị Lan nó có người con ở Marseille. Chị có ý trợ ý nghĩa gì khi mà bố lại hiến xác cho y khoa? Làm được việc tốt sau khi chết, gia đình ủng hộ hết. Dù thấy nó như vậy thì nó cũng quá nhanh đó, tại vì thấy xong cứ là đưa ba đi chứ nhiều cũng chậm. Nam mới biết ngày sáng sớm, mới biết, chưa biết thì tối qua. Không đâu lại.